Thì tự nhiên nó như vậy nó phò ra thì nhưng mà nó vẫn phò ra. Nhưng mà ghét mấy má con trai nói chuyện vô duyên lắm nha, thật sự. Cái phường vô duyên là không bao giờ là cái phường tao ở hết nha. Đẹp cỡ nào, nhiều tiền cỡ nào, không bao giờ đi chữa được hết cái bệnh vô duyên. Lúc đó mình cũng thấy mình đúng không? Phải em cố tình mà em nhưng mà tại chuyện cái nó ấy ra luôn. Đúng rồi, tận đấy nó là một cái. Hello, xin chào tất cả mọi người. Nếu mà bạn nào có xem TikTok của Bin gần đây thì chắc chắn sẽ biết nhân vật này đúng không? Trời ơi, em là Gia Hưng. Ok, thì hôm nay mình quay cái video này nó đơn giản là một cái video ăn tối thôi mà. Qua ngày bắt bẻ kìa. Mấy giờ rồi? Cho nó chính xác, cho nó vui. 12 giờ 20 phút. 12 giờ 20 phút là ăn sáng rồi, không gọi là ăn khuya đúng nữa. Rồi, không gọi là ăn khuya nữa. Mình tính nó đơn giản thôi nhưng mà mình nhìn lại cũng không đơn giản lắm mọi người ơi. Thì có đừng có chồng thoại nhau nè. Dạ. Cứu tao. Tao chết lắm mà chứ ngồi chứ. Konnichiwa. Hôm nay hả? Vui đến cái bắt hụt cưng. Thì như nãy mình nói cái video này đơn giản là tụi mình ăn và tụi mình sẽ Q&A một vài cái câu hỏi. Nhưng mà nhân vật này hôm nay là nhân vật mới. Ngoài giới thiệu là Gia Hân ấy, em còn muốn giới thiệu cho mọi người biết không? Chắc là mọi người cũng biết. Gì má? Em bị hại á. Ủa gì vậy? Ai hại mày? Anh đừng có như vậy coi, còn hai cái má này nữa. À, nãy giờ không ai nói gì luôn. Ấy thì tại sao cười? Ôi nói gì đâu cười, tại vì cười là tại vì em duyên dáng dễ thương. Em chào bằng một cái giọng Minh Tú cho mọi người đi, warm up đi. Hôm nay Minh Tú sẽ đến đây. Sao nó lẻo vậy ta? Nó gặp nhau lẻo đi. Thánh Linh vào gặp Lan Khuê. Thôi ăn đi mà. Mời mọi người ăn chung với tụi mình nha. Cho ăn một cái đi rồi hay mình đi nấu cho mình. Đừng có chồng thoại hoài cho tao. Người ta nói đừng có chồng lên khó cắt hiểu không? Khó cắt đó. Nói rồi. Ăn vài đũa đi rồi tụi mình sẽ vào Q&A ha. Mì nấu ngon rồi á. Cái này mì gì ha anh đi ha? Mì siêu cay bé. Trời ơi, kịch bản gì đây? Nói chứ mì cay á thì Bin thích ăn cái mì siêu cay này á mọi người. Thích hơn cái mì của cái mì màu đen là cái gì? Không phải. Xanh vàng. Cái đó thì nó hơi bị cay quá khi mà mình ăn nhiều. Còn cái này mình ăn nhiều đồ thì nó cay lại lại á. Nhà cay vừa. Cấp 2, cấp 3 rồi. Còn kia là cay hổm quá ăn nó nổi. Rồi. Thì là cái buổi ăn ngày hôm nay nó được thú vị hơn. Thì Kiệt Lâm và Ashley xin được tài trợ những câu hỏi thu thập được từ những cái bạn follower. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào thẳng luôn với câu hỏi đầu tiên nha. Tin đồn không đúng về bạn mà mọi người vẫn luôn bàn tán. Tôi nghĩ là với hai nhân vật này thì nhiều đó. Trời, tấm đồn gì trời, nhiều quá. Nói chung là mình cũng bị đồn đoán nhiều lắm mọi người. Cái miệng con này thì nó cũng đã gần mười mấy cái đồn đoán về mình rồi. Vậy cha. Mình đúng cái gặp Lan Khuê kìa. Mày ơi, mình hay nghe mọi người đồn mình là đại gia. Nhưng mà thật sự không phải như vậy mọi người. Cái là gia đình đúng mình đúng bố mẹ mình thì đủ ăn đủ mặc, có dư một chút xíu. Thì kiểu điều kiện cho con cái này nọ thôi. Chứ cũng không phải gọi là đại gia như mọi người nghĩ đâu. Cái gì hả má? Tại biết sao không? Cái chữ đại gia trong anh nó lớn lắm má. Nó phải kiểu là vải luôn á. Nó là bự vải. Tại vì cái chữ đại nó rất là lớn. Mà mình thấy ngoài kia rất là nhiều nhà mà gọi là khủng luôn á. Thì đối với mình những cái đó thì người ta mới gọi là đại gia. Đại gia là phải hả tiền ăn ba đời không hết á. Thì ta mới gọi là đại gia nha. Thì người ta ba đời thì anh cũng hai đời rồi. Kìa tao tán mày chết giờ. Đời anh là đời thứ ba còn đòi gì nữa. Trời ơi. Mấy đứa này vậy á mọi người. Một tin đồn mà em nghĩ nó ra cũng sẽ biết. Nguyên cái nhóm bon cũng biết. Mà khán giả chưa biết. Đến bây giờ 2023 rồi vẫn đồn em. Một tin đồn thật sự là không nên có. Trời ơi. Em có thể đổi cái chữ đó thành cái chữ khác không? Thì em với cái người đó chưa có từng như vậy đúng không? Đúng rồi, chưa từng. Mà mọi người đồn em đúng không? Mọi người đồn em mà đồn từ năm 2021 là mới vô bon cho đến bây giờ 2023 vẫn đồn luôn. Mày sao mà em không có ai với nó, em mới nói bao nhiêu lần luôn rồi. Mà chị nghĩ là cái nguồn cơn tin đồn là từ em. Sao mọi người chỉ là đắp lên thôi. Bây giờ mà phát ra cái tin đồn đó là em mà. Đúng rồi, mà tại sao tới một năm sau mới lại đính chính? Có nghĩa là cái chuyện này cũng phải có cái gì đó. Tôi không thể đính chính vì cộng đồng mạng quá dồn dập tôi. Còn mày là ai? Em nói tên hẳn luôn đi. Trần Uy Khang, Lê Tuấn Kiệt, Nguyễn Thanh Thắng là bè sau này. Nhưng mà vẫn bè. À, thêm một con mẹ của em nữa đó chính là con Huy Đoàn.
rồi bao nhiêu đứa nói nữa, nhưng mà em lần này em nói thiệt không hề ngủ luôn với anh ta, nên là cũng mong là cộng đồng mạng nhớ giùm em trên cái sóng lần này cũng như là livestream lần này nha. Rồi ok, rồi câu hỏi tiếp theo giùm em đi ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Nếu được hoán đổi thân xác trong một ngày thì hai anh sẽ chọn ai để hoán đổi? Chọn ai hả? Bất kỳ ai trên thế giới này luôn á hả? Thế giới hả? Thì tao Kendall Jenner. Để tao trải nghiệm cái cuộc sống đại gia như cái miệng tụi bay nói là như thế nào. Hiểu chưa? Không mà thì cũng thử cuộc sống mà như vậy á, kiểu như mình thức dậy mình cảm thấy gì mình cũng có luôn á, đủ hết á. Chứ anh chưa thấy vậy không? Chưa. Anh mà thấy vậy thì anh đâu phải ngồi đây. Chứ ngồi đâu? Ngồi bển gì người ta má. Trả lời hợp lý chưa? Em hả, nếu như mà được chọn mà để gọi là em chọn để sống một cuộc sống á, thì em sẽ thường là sẽ chọn sống một cuộc sống của một idol. Võ Hoài Thương. Scale nha. Em muốn chọn là trở thành Jessie. I see you. Đúng rồi, tại vì thứ nhất là chị đẹp, với thứ hai nữa là chị có tài năng. Em cũng đẹp mà. Với lại cái cách mà chị làm mà qua mắt khán giả em thấy rất là thích cái style của chị. Nên là mình muốn trở thành idol. Hợp lý. Mà nếu trở thành idol cũng giàu quá anh. Tất nhiên em. Hồi nãy cái câu hỏi này, hỏi câu trả lời pop up trong đầu anh đầu tiên là anh cũng sẽ trở thành idol của anh. Đúng rồi. CL. Nghe cái con này nó kêu là toàn thế giới, chứ anh suy nghĩ tới bây giờ cái người mà đứng nhất thế giới thì chắc mình biết vài người, thì trong đó có nhà Kardashian, thì mình thử mình trở thành một trong những cái người trong nhà đó xem cái cuộc sống mình như thế nào. Như Kiệt Lam thì Kiệt Lam muốn trở thành ai? Tôi muốn trở thành Gia Hân. Gì vậy trời? Sống một cuộc sống mà có một đôi mắt gọi là biết nói, một đôi mắt gọi là hôn. Tôi mắt mở là gì ta, chứa cái biển tình ở trong đó. Đúng rồi. Nên cứ sâu sâu sống vô tình lỡ. Điều mất nết nhất mà hai anh đã từng làm là gì? Ở nhiều quá. Nhiều lắm nha, mất nết hả? Nhiều. Rồi bao nhiêu cuốn phim vậy đó má, mỗi ngày đầu vậy. Cái câu đó là phải nói với bà Tài. Trời ơi. Cái câu mà cuộc đời như một cuốn phim hay là biết được thành truyện là phải nói với bà Tài. Gen 1 có má Tài thì gen 2 có Tuyết Nhi. Hai chị em song song Trần Phạm Tuyết Nhi và anh Phạm Đức Tài. Thấy không, có chữ Phạm. Một cái chuyện mà mình cảm thấy mình hơi mất nết gần đây là mình đi chơi với bạn đó. Bạn nào nớt tên bạn ra luôn. Nói thẳng tên luôn. Đạo chết tao này đi lì ơi, ải này tao qua không có được. Hai má này đạo chết. Nói chuyện, đi chơi, nhận quà của người ta mà người ta tỏ tình này không chịu. Warriors, Warriors. Gì vậy em? Cái bài gì đó tệ thật, anh lại nhớ em, anh thấy giùm chị đi. Kệ hai con chó này. Trời ơi. Thì nói chung là cảm thấy cái chuyện đó cũng hơi cho đe. Cho đe. Không giấu cái đi. Nhưng mà tụi em phải hiểu như thế này. Trong những cái quá trình đó là quá trình tìm hiểu. Quà người ta tặng không lẽ mình từ chối nhận. Cũng rất là bất lịch sự. Nhận thì nhận. Nhưng mà tới một cái ngày kiểu để xác định cái mối quan hệ đó, mình cảm thấy không có đi đường dài được thì mình từ chối thôi em. Là mình cũng nói ra rồi. Đúng rồi, mình nói là kiểu như tìm hiểu như thế này. Mình cảm thấy mình không có đồng điệu, năng lượng so đớp nhau đồ đó thì... Nhưng mà kiểu cũng không có trách là kiểu người ta tặng quà cho mình mà mình không có quyền từ chối người ta được, đúng không? Nếu mà từ chối thì kỳ, bất lịch sự mày. Thì tao cảm thấy cái chuyện nó hơi giống mày nói cho đe. Nói cho đe một tên. Mất nết một xíu. Hashtag thẳng lên cái video. Cho đe. Cho đe. Chắc mất nói là cái lần mà đi vô phòng của 27 chơi hả ta? Không phải đang chơi xong cái tự nhiên đang chơi cái gì? Bỏ rồi. Mày định hả? Đúng không? À, sao con đĩ kèm á? Đập lên cái tivi nó ngã. Anh Giang Huy mới làm gì? Nó mới đợt. Đứa này làm rớt tivi. Đứa này gì đợt? Vậy là chứ chịu mất nết má. Em thấy em không làm gì mất nết. Không phải, tại vì á em lỡ thôi. Đi du lịch qua phòng ta chơi xong địch nó bển kêu không mất nết. Cái phòng ta đang bật hả, điều hòa mát rượi rượi nghe má. Cái khách sạn nó có cái tivi gì nè. Con kem nó mắc cười tới nỗi mà nó cười lệch cái tivi luôn. Là chứ chịu mất nết. Cộng đồng mạng nhận xét giùm tôi nha, comment ở dưới giùm tôi. Vô tình thôi, em không có muốn. Thì vô tình hay cố tình gì nó cũng đúng. Mất nết. Rõ
ràng chưa? Hát tác thẳng nè, mất nó. Vậy là em không có muốn làm như vậy luôn. Biết cái chuyện đó là cái chuyện về sức khỏe. Tại gì nữa má? Được gục yếu hả má? Thì đâu có ai muốn cái đó đâu. Thì tự nhiên nó như vậy nó phò ra thì nhưng mà nó vẫn mất ra. Trời á. Nhưng mà nó vẫn chung quy về hai chữ mất nết. Lúc đó mà cũng thấy mình đúng không? Và em cố tình mà em nhưng mà kể chuyện cái nó ấy ra luôn. Đúng rồi, tận nó là một cái tin lên mà đâu mà. Thấy đang ăn mà nó hoài luôn, nó cứ bị pua lại hoài luôn á, qua đi má. Tại vì tao có nghe cái chuyện này tụi bay kể trong lúc đi du lịch luôn rồi. Cái này tự nhiên nghe nó miếng cái tao nhớ rồi. À đúng rồi, nó qua phòng tao chơi mà nó vậy. Đúng rồi, lỉnh cười nó giống khỉ. Ngon quá mọi người. Anh kịp làm gì anh lại ăn ấy. Ăn rồi mọi người. Nếu được thay đổi một điều trong quá khứ, bạn sẽ làm gì? Có hai điều. Chính kịch rồi. Chính kịch rồi. Điều đầu tiên, dù bi rồi bi rồi. Có những cái cơ hội chắc chắn là mình sẽ có trong cuộc đời á, nhưng mà do là mình bị tự ti về cái khả năng của mình, mình không có tin chính bản thân mình, nên là mình bị miss cái cơ hội đó. Ý là nếu như mà quay trở lại, mình sẽ cố gắng làm. À làm sai cũng được nhưng mà để mình biết. Ví dụ như lỡ nhưng mà trong cái sai đó nhưng mà người ta vẫn nhận ra được một cái gì đó ở trong cái điều đó, người ta có thể fix lại. Thì lỡ như cái cơ hội đó nó là của mình thì sao đúng không? Casting của công ty giải trí hả? Yếm. Tao hỏi thôi mà tại sao mày đánh tao đau, nhưng mà tao hỏi đúng, đúng chưa? Công ty giải trí gì má? The One. Cái đó là Tuyết Nhi, không phải em. Cái điều thứ hai là không yêu ngu, không quay lại, tính cắn mới chặn ngang. Nha cũng ngon em sợ luôn á. Ý là bình tĩnh với lại suy nghĩ thấu đáo trước khi mà mình đưa ra một cái quyết định quay lại. Biết là em biết sao không, tuổi trẻ ai cũng phải yêu ngu, không yêu ngu thì nó không có thành yêu khôn được. Không có ai mối tình đầu mà thành yêu khôn được liền hết, hiếm lắm nha. Không phải là không có nhưng mà rất là hiếm, tại vì có những cái mối tình đầu của nhiều người là cái mối tình mà người ta cưới luôn và người ta sống rất là hạnh phúc. Chuyện lớn á má. Đúng rồi, còn mình thì mình phải yêu ngu. Mà mày thấy không, là câu hỏi là thay đổi một điều mà bây giờ nó nói hai điều rồi, có nghĩa là các bạn biết không, người mà sống có nhiều hối tiếc không? Nhìn ánh mắt của ấy đi, đường buồn. Hồi nãy tao muốn trả lời đầu tiên là tại câu trả lời của tao sẽ là không thay đổi gì hết. À. Tại vì á, những cái mà nó đã xảy ra nó mới tạo nên anh ngày hôm nay. Nếu mà anh thay đổi một cái điều gì đó ở quá khứ thì có thể cái con người của anh bây giờ nó không bị như vậy. Tại vì chỉ cần một cái tẻ đi ở trong quá khứ thôi. Em có coi Doraemon không? Thằng Nobita nó hay dùng cái cổ máy thời gian để nó thay đổi những cái chuyện mà làm ngu ngốc á. Thì một cái sự kiện thay đổi nó sẽ dẫn ra rất là nhiều sự kiện thay đổi. Hệ lụy. Đúng rồi. Giống như là cái việc á, một cái đường lạ đi, em quẹo trái quẹo phải thì những cái đó nó cũng dẫn ra một cái kết quả tới một cái chỗ nơi mà nó tạo nên một con người khác nữa. Những cái điều mà mình làm dù có sai hay là dù có lỗi lầm, hối hận gì đó thì nó cũng là quá khứ rồi. Hồi đó anh có đọc qua một cái thiền ngữ của Ấn Độ á. Thế em cũng đang nhắc tới á. Qua tới thiền ngữ của Ấn Độ rồi. Người ta có bốn cái câu cũng hay lắm. Nhưng mà trong đó nó có một cái câu là những cái chuyện đã qua rồi thì đã qua là đã qua. Kiểu như cái chuyện gì nó xảy ra thì nó bắt buộc phải xảy ra. Những người mình đã gặp thì bắt buộc là mình phải gặp. Những cái chuyện nó xảy ra dù sớm hay muộn thì cái thời gian đó nó cũng là thời gian thích hợp để nó xảy ra. Cái này nó hơi tâm linh một xíu, nó hơi vũ trụ một xíu. Ờ đúng nè, má ơi. Tôi với ổng là cùng ở bình nhưng mà cái cách tiền của tôi với ổng rất là khác nhau lắm. Cho nên cuộc đời nó có cái chữ duyên á, mọi thứ đều phải có duyên. Cái câu hỏi này nó trì quá ha. Không phải trì em, mà nó chỉ là một cái nốt ngang bớt giỡn lại. Nãy giỡn quá trời mất. Cho má cứ như trả lời câu hỏi này đi 6 phút. Một dòng tự bạch 6 phút. Thì là một câu hỏi hơi 18 cộng. Giữa đẹp mà không có kỹ năng và xấu nhưng kỹ năng tốt, hai anh sẽ chọn ai? Ai trả lời trước? Anh. Đẩy quá ta, mấy này là anh, mấy này là anh. Nó là nó không biết gì hết đó, mấy này là anh. Vậy đó. Nhưng mà nếu Minh Tú cảm thấy giống thì Minh Tú sẽ nói. Không sao. Ok. Phạm Ngừng nghĩ rằng mệt thế má quá. Ok, tôi sẽ chọn đẹp mà kỹ năng yếu. Tại vì kỹ năng của bạn cũng tốt rồi mà. Không phải, kỹ năng có thể cải thiện được. Nhưng sao? Nhưng gì xuống nếu đâu có nhưng đi đâu, không có nhưng. Kỹ năng có thể cải thiện được vậy là xong. Với là mình chọn đẹp á, nó cũng có nhiều cái lợi. Mình gây lộn hay mình bực á, mình nhìn cái mặt của người yêu mình mà đẹp á mình cũng đỡ. Trời ơi, gây lộn mà nhìn cái mặt nó xấu là
em về bồ Gia Huy thì Gia Huy chắc không bao giờ dám giận Gia Huy được luôn á. Tại vì em như là tiên tử vậy Gia Huy. Ý là nó bồ em xấu hả? Gì vậy má? Ủa? Ý là nó mày đẹp á, nhỏ này ngu dữ vậy ta. Không phải đâu, em chỉ đùa vậy thôi chứ em hiểu mà. Em giống Miễm Trần lắm á. Mà là sáng lúc dậy á, em nhìn vô gương em tưởng là Miễm Trần không. Miễm ơi, tụi cái khúc này tôi gửi cho bà coi. Em cũng vô lộ chị. Em cũng đồng tình với ý kiến của anh. Tại vì á, kỹ năng á là mình dạy được. Mình có thể chen cho bồ mình trong cái quá trình mình yêu bồ mình luôn. Và nói thôi, nếu hai người mà thật sự yêu nhau á thì người yêu của mình cũng không có ngại cái việc mà phải kiểu trau dồi, học hỏi những cái kỹ năng đúng đó đúng. Để càng ngày càng tiến bộ hơn, đúng không? Gì vậy? Sợ chồng thoại nên em phải ca giấu. Polly lan khoe. Lỗ lỗ Polly lan khoe. Lỗ Polly lan. Mày sao quá đi. Body language. Là gì coi? Body language. Body language. Coachella, ta miệng nó là Colache. Colache. Tiếp luôn cái câu hỏi đó. Mình làm một lần không nói, hai lần không nói. Thế là tới cái lần thứ ba thì người yêu của mình cũng sẽ biết mình thích cái gì để mà họ làm. Đúng rồi. Với lại thường thì họ thương người yêu mình á, họ sẽ chủ động đi lên những cái nhà kia hoặc là hỏi bạn họ là ừ mày ơi chỉ tao thì nãy tao mới nói đó. Nếu mà hai người thật sự yêu nhau thì cái người đó người ta sẽ không có ngại học hỏi thì nói chung là vậy. Wow, nhanh quá, mới đến lĩnh năm câu hỏi rồi. Một nguyên tắc trong tình cảm mà bạn không bao giờ muốn phá vỡ là gì? Nói chuyện, người ta gọi là conversation is the key. Giao tiếp là chìa khóa mở ra mọi thứ. Nói chung là bây giờ dù có vấn đề gì thì cũng phải cùng nhau ngồi xuống talk it out ra mới giải quyết được. Không có giấu. Giấu nó sẽ bị từ một cái chuyện nhỏ rồi nó bị dồn lên, đúng rồi nó sẽ bị bùng nổ. Chứ là anh thích nói chuyện, kiểu ngồi xuống mình nói chuyện nó sẽ hiểu nhau hơn. Deep talk. Deep talk. Mình là một minh chứng cho cái việc mà khi yêu có những vấn đề với nhau nhưng mà không nói cho nhau nghe. Để rồi đến một ngày chịu không nổi thì mọi thứ nó đã quá muộn để mà fix lại rồi. Mà tới cái ngày mà chịu không nổi á lại bị lôi những cái chuyện cũ đó ra nói lại. Đúng. Em nói không, kiểu như là ừ, tại sao lúc đó em cũng như vậy mà giờ em nói anh thì đủ má, tại sao lúc đó đéo nói. Ủa đồng ý chưa? Thì nó có bắt mày cam. Đúng. Tại sao nó không nói cái gì vậy? Trong lúc quen em thì đừng bao giờ nhắn tin cho những người khác. Đó. Đó thấy không? Hashtag bắt cá. Đúng. Hashtag cấm sừng. Có nhiều cái nguyên do lắm. Kiểu trên sóng thì đừng có cho bạn gì nhiều quá. Đừng có bao giờ nhắn tin cho người ta xong rồi chốt hạ nói một câu là anh chỉ nhắn tin vui với người ta thôi. Hoặc là anh chỉ là mối quan hệ bình thường thôi, chứ anh không có thích người ta. Em ghé mưa. Người anh thích là em mà, hay là cái gì đó. Tại vì sau cái cuộc trò chuyện bình thường đó, nó sẽ là cái gì? Chết rồi, dằn mắm sống chén rồi. Trời đánh chân dằn rồi. Ý là không nên như vậy luôn. Ý là nếu như mình biết mình yêu người ta thì mình nên biết là ừ, mình đang có người yêu và mình đừng có làm như vậy. Đó là cái, em nghĩ là đó là cái nguyên tắc. Khi mà em có người yêu sẽ truyền đạt cái đó. Thật ra nguyên tắc của em với của anh nó cũng giống nhiều người á. Có điểm chung á. Tôi thấy cái đó là những cái điều cơ bản luôn á nha. Cái đó nó không phải gọi là điểm cộng, mà nó là cái điều hiển nhiên. Đúng. Chứ mà nước sôi sẽ sôi ở 100 độ thì khi yêu phải trung thủy. Ví dụ chưa yêu nhau. Chưa yêu nhau ở đây có nghĩa là chưa có chính thức quen nhau á. Tìm hiểu á. Đúng. Tìm hiểu á. Nói chung là mình vẫn ở trạng thái độc thân đi. Thì mình có thể nói chuyện với người này người kia. Cái đó không phải cấm hết. Người kia cũng được như vậy luôn. Đúng. Tại mình không cấm được người ta. Đúng mình rồi. Không có phải là đang sở hữu nhau. Đúng rồi. Còn khi bước vào một quan hệ nó sẽ khác. Yeah. Nếu là mình đi, như là em đi, em là boss đi trong mối quan hệ đi. Ý là cái này không phải nói gì, nhưng mà kiểu em nói vậy. Ý là mình sẽ biết là cái giới hạn của cái cuộc trò chuyện nó tới đâu. Nhưng mà thường là đàn ông mà em, mấy người mà em gặp, thường nó không có biết giới hạn nó nằm ở đâu hết trơn á. Ý là nói thì cứ như vậy hoài, cứ phăng phăng cho cái câu chuyện nó trở nên tồi tệ hơn. Tới lúc mình phát hiện thì là biến đi mà. Ok, biến đi mà, hashtag biến đi mà. Thì em có thắc mắc là ví dụ giờ mình có người yêu rồi, con gái có người yêu rồi, đàn ông trai thẳng rủ đi chơi mà kiểu đi chơi riêng á, có nên đi không ta? Là người ta không biết mình có người yêu, người ta không có hỏi tới, mình cũng cảm thấy là, ý là tôi không phải là kiểu người mày quen là giấu, nhưng mà nói chung là ai thẳng thì mới trả lời, còn không thì cũng không cần thiết phải đem ra khoe làm gì. Thì giờ đại loại anh người kia không có biết. Đúng rồi. Mà rủ em đi chơi. Đúng rồi. Bây giờ ví dụ em phải đặt ngược lại cho người yêu của em đi, mà được một cô gái chủ động rủ đi chơi mà cái cô gái đó cũng không có biết là người yêu của em đang yêu em.
đang có người yêu là em. Thì cái câu trả lời của em chắc chắn muốn nghe đó là người em sẽ không đi. Nhưng mà không lẽ là người ta sẽ không có được quyền có bạn bè luôn hả? Bạn bè nó khác. Còn rủ đi chơi riêng là khác rồi. Thì không biết thì cái người kia mình cũng không trách được, nhưng mà quan trọng là ở người yêu mình. Nhưng mà nghĩ cách tốt nhất vẫn là không đi. Khi mà mình có người yêu rồi mình đừng nên kết bạn thêm người lạ là khác giới với mình. Nhiều khi đi chơi thì lỡ tình nghe lý do. Đúng rồi em ơi, nhiều cái lý do. Giống như là người ta nói là khi mà đi đánh ghen á thì cái người nên đánh là đánh thằng bồ mình chứ không phải là đánh cái đứa tình nhân. Đúng rồi. Tại vì không phải đứa đó không phải là đứa khác à. Mà nhiều khi cái người đó người ta vẫn không biết là bồ mình đã trong một cái mối quan hệ, hiểu không? Người ta nghĩ bồ mình là single. Nguồn cơn của là thằng bồ mình mọi người ơi. Để vào được nhà phải mở cửa mà chơi. Thì phải có người mở cửa mới vào được. Nếu bên GDB không mở là tôi với Lâm đâu đứng ngoài cửa rồi. Thì Lâm phải hỏi thằng bồ mình trước tại sao mình lục. Rồi thôi, để bước qua cái drama này thì tôi xin phép được đọc một câu hỏi khác nha quý vị ơi. Đó là bạn đã bao giờ ghost hay ghosting người khác chưa? Cái này chắc tôi phải xin là xin phép Bin cho anh Bin trả lời trước thì tôi muốn nghe câu trả lời. Cái vlog này mình Bin trả lời. Cái vlog này mình Bin trả lời đủ hết những lần Bin ghost người ta chắc cũng phải là 2 tiếng rưỡi. Thôi lì ơi, đừng. Đừng vậy. Tại vì anh nói trầm thoại nên em đâu dám nói. Nó mất dạy quá mọi người. Tôi nha, bị ghost cũng có. Trời đi trời ơi, trời. Ủa thiệt không? Ủa thiệt. Nhưng mà là hồi xưa chắc chắn luôn. Chứ không phải là bây giờ. Và ghost người ta cũng có nhưng mà là hồi xưa chứ bây giờ cũng ít lắm em. Không như là không có. Bây giờ cũng ít nè, nghe cái, cái tay cũng nó... muốn gấp lên ăn. Thường thường cọng mì nó ngắn quá nó tự hết. Thường thường ta thấy nó là bây giờ không có em ơi, bây giờ anh như nào, bây giờ ít lắm em. Ít là nó rớt vô trường hợp vậy nè, nói chuyện bị vô duyên thì anh mới ghost. Thì cái đó xứng đáng để bị ghost. Tại vì anh không có thể đi góp ý người ta là anh ơi nói chuyện vô duyên quá, cho nên là anh sẽ chọn cách im lặng và anh kệ. Chứ còn trường hợp nha mà giống như nãy anh nói đó, tìm hiểu mà thấy không hợp thì anh sẽ nói thẳng chứ anh không có ghost. Tại vì anh biết được cái cảm giác mà người ta cũng có hy vọng về mình mà mình ghost người ta thì nó cũng hơi đau. Đau á, hơi cái bà nội tao đau chết mẹ luôn chứ hơi buồn lắm á. Kể gì vậy, buồn lắm á. Hashtag buồn lắm á. Cái vlog này hả, chèn nhạt nhiều lắm tao ơi. Buồn thiệt mà. Thì còn hồi xưa thì bị ghost thì cũng có chứ, cái thời mà ví dụ cấp 3 mới biết yêu rồi đó, tuổi dậy thì tôi trưởng thành cũng có thích người ta, cũng có nói chuyện thời ngây ngô ha. Ủa bây giờ anh Bin đối với anh Bin hả, tình yêu là công cụ nha mọi người ơi. Mắc gì trời, có thì có, không thì cũng chả sao. Đạo chết giữa Bin và cộng đồng mạng. Nó chưa trải qua nhiều cái biến cố mà cái biến cố lớn nhất vừa rồi là dịch nè mọi người, Covid á. Thì mình cũng nhận ra được hai điều, sức khỏe với lại tiền mới là quan trọng nhất. Tại vì trong cái mùa Covid á mình thấy nhiều người mà người ta không có điều kiện á, người ta rất là khổ. Thí dụ mà em không có sức khỏe mà em còn có tiền á thì nó vẫn đỡ nha. Những nhà mà người ta mắc bệnh Covid á, mà người ta có điều kiện kinh tế, người ta có thể không có phải đi cách ly, người ta có thể cách ly tại nhà, cơ sở y tế đồ á nó tiếp tế lại tại nhà cho mình được. Còn những người người ta đã dính vào Covid mà người ta không có điều kiện nhà cửa nữa, người ta phải đi. Mà thường cái mùa Covid đó mà đi á, bạn thấy á, trời ơi 10 người đi á là hết 7 người không quay trở lại. Đó cho nên qua những cái đó mới cảm thấy sức khỏe với tiền quan trọng nhất. Tình yêu có thì vui, trời có thì vui thiệt. Giống như đồ ăn thêm gia vị gì á, mình quan trọng hơn mọi thứ. Đúng, mình không vì mình trời chu đất diệt. Định nói luôn, người không vì mình trời chu đất diệt. Chứ tưởng em là chọn tình yêu. Ờ thì ý là kìa. Ý là sao? Em đang tập như vậy á, hiểu không? Ý là đừng để tình yêu bị mù quáng quá. Không biết sao thế nhưng mà của em bị thiếu tình cảm á. Nó nằm ở trong cái chuyện tình yêu đôi lứa thôi đúng không? Đúng rồi, chứ không phải là về bạn bè với gia đình nha. Cái đó thì đầy lắm luôn á. Đầy lắm, đầy. Tái đôi chơi mày đâu. Đùa thôi, chơi mấy mà. Chơi mấy một xíu thôi. Giống như là mình suy nghĩ về những cái mối quan hệ mình trải qua, nó không động lại cho bản thân mình có một cái gì mà gọi là hạnh phúc viên mãn mà kiểu tuyệt đối á. Theo cái mà mình hy vọng, chắc là do em hy vọng quá về cái mối quan hệ đó, nhưng mà cái trả lại cho em thì nó không có, nên em nghĩ đó không có hạnh phúc. Chiều cao cha dao mày chết mẹ mày. Nhìn em á thì anh thấy được có hai điều. Em thì em không có yếu đuối đúng không? Không yếu đuối ở thời điểm hiện tại thì anh thấy em không yếu đuối đúng rồi, nhưng mà em cô đơn. Kìa, yeah. Trì ngang cho tao.
Tại vì em thấy có nhiều người á, người ta lúc nào cũng ở trong một mối quan hệ á, là kiểu chia tay xong là quen người mới liền, chia tay xong là quen người mới liền, nhưng mà thật sự trong lòng người ta vẫn cô đơn á, cảm thấy không có cái gì khỏa lấp được á. Tại người ta sợ cái cảm giác một mình, người ta bị sợ mất đi cái thói quen á, giống như là cái thói quen mỗi sáng em vậy, em phải có người nhắn tin, em đi đâu em cũng có người nhắn tin với em, hay là em gọi là update cho người ta, rồi tối về cũng có người nhắn tin, thậm chí là call nhau ngủ video á, FaceTime đồ á, rồi một ngày mà tự nhiên em tan tả mày đó không gì đâu. Rồi một ngày tự nhiên em mất hết những cái thói quen đại lì đó thì em sẽ cảm thấy bị trống rỗng, bị mới thói quen đó, cho nên là em phải luôn có một cái mối quan hệ mới để em lắp vô cái đó. Tôi cảm thấy là Gia Huy kêu thì mình nên hy vọng quá nhiều. Thế là tại trước tới giờ chuyện tình cảm Gia Huy kể cho tôi toàn là bởi vì Gia Huy hy vọng quá nhiều, đến khi mọi chuyện nó vỡ lẽ ra thì mới nhìn lại cảm thấy sao mình hy vọng quá vậy ta. Cái này là giống như là intro của người ấy là ai quá ha, giống như là bàn về nữ chính á, bàn về cái cuộc đời, cái quá khứ nữ chính, sao bắt đầu vô nha. Ủa mà cái câu hỏi mới đây là gì vậy? Thôi quên cái câu hỏi luôn á. Tại vì nó đi tới đâu cái tao quên nó hỏi gì luôn á. Tao đưa hở ý kiến ra quá giờ tao quên luôn rồi. Cái câu mới hỏi đây là cái gì mà tao quên luôn. Bạn đã bao giờ có tin người ta chưa mình trả lời bây giờ. Trời nó đi kìa. Ủa. Qua cầu Mỹ Thuận về miền Tây đi má. Dữ gì. Một điều mà hai anh chưa bao giờ nói với ba mẹ của mình. Trời ơi cái này kết vô ok quá. Tại sao chưa không kể cho con nghe. Như chưa muốn nói. Mệt quá. Tao sạc. Đưa tới gì nữa chứ. Ủa khó kìa má. Là cái gì em muốn nói với ba mẹ em rồi đó. Cái này nói với mẹ là thường xuyên. Rồi bây giờ một điều chưa nói với ba đi. Có bao giờ nói con yêu ba ở nhà chưa? Chết rồi, rơm rớm rồi. Là chưa đúng không? Đừng có hại bạn nữa. Ủa gì vậy? Cái câu nói con cái yêu ba. Cái này là phụ mẫu rồi, thôi đừng có giỡn. Ủa, một cái câu con yêu ba mà giỡn là giỡn gì? Cái điều mà bạn chưa nói với ba mà. Đúng, là một cái điều, có thể là tình yêu, mọi thứ khác. Chỉ cần một cái mà em đã từng muốn nói với ba hoặc mẹ nhưng mà em chưa nói. Ý là em không biết phải nói như thế nào á, tại vì kiểu có những cái mà mình cất ở bản thân mình hoặc là mình sẽ chia sẻ với bạn bè và nó không có nằm trong cái phạm trù là mình phải nói cho ba mẹ nghe thì sẽ không nói được. Ba mẹ em có cách tuổi nhiều cũng không nhiều lắm, tại vì ba mẹ em bây giờ cũng 40. Tại vì thường nếu mà con cái mà cách tuổi phụ huynh quá nhiều thì mới khó nói, tại cái thế hệ nó xa nhau á, còn gần nhau thì vẫn có thể dễ nói. Ừ, chứ kiểu như là em có bồ hay là em có cái sự kiện em cũng kể cho mẹ em nghe, nhưng mà ba thì không. Em nghĩ là em cách ba em không phải về thế hệ nữa mà là về gọi là kiếp này kiếp trước luôn. Không dám nói luôn. Về em định nói là em mới suy nghĩ là thôi chứ không nên đâu. Em vừa định nói hồi như vậy đó là à, cha đi xuống ăn cơm rồi. Nói chung là cha em với em không có hợp nhau nhiều đúng không? Không có match nhau nhiều đúng không? Không hợp. Không thật sự luôn á, ý là nói sao á. Anh biết cái kiểu trường hợp này rồi. Có nhiều kiểu như là cha với con mà nói chuyện với nhau á, là cái kết cục của cái câu chuyện nó đều là gây lộn. Khắc khẩu. Đúng rồi. Giống như mỗi lần mà em đi về em ở nhà trước mà ba em đi nhậu thì mẹ em sẽ nói là lên lầu được rồi đó Bi ơi. Là em đi lên liền chứ là mày ngồi ở đó này là bắt đầu sẽ có boxing vậy thôi. Mua Thái đồng Thái nó tụi đó rồi thôi. Vậy giờ hoặc là với mẹ thử đi, mẹ thì dễ hơn. Một câu nói mà muốn nói với mẹ hay là đã từng có ý định nhưng mà chưa, nếu mà có suy nghĩ là tiếp sau em sẽ làm cái gì á, kiểu em đã từng suy nghĩ là em sẽ từng muốn là em sẽ trở thành mẹ của em để em thử cảm giác em nuôi em coi như thế nào. Kiếp sau em muốn làm mẹ của em để em nuôi em, để em cảm thấy là nuôi em nó báo như thế nào đúng không? Thì đó là một cái lời cảm ơn đối với mẹ em rồi đó. Nếu mà nói với mẹ em á thì em sẽ nói là em sẽ ráng cố gắng làm hết tất cả những thứ mà mình có thể làm được để cho người ta nhìn vô người ta tự hào khi mà mẹ có em cũng như là em có mẹ đó. Cái đoạn này Gia Huy nên cắt lại về cho mẹ coi nha. Nói rồi đó, vậy thôi. Đơn giản ha, dễ thương. Không thì rất là khó nói luôn. Tại vì đó giờ rất là ít chia sẻ cảm xúc. Biết rồi, nhiều người giống như em lắm. Có rất là nhiều người rất thương ba thương mẹ nha. Nhưng mà thổ lộ ra thì rất là khó. Còn tao hả,
mấy cái mà như là con yêu mẹ, con yêu ba tao nói hoài à, bình thường lắm. Đúng là cái câu hỏi này, câu hỏi cuối cùng là rất đúng. Nhưng mà cho câu hỏi đầu cho em không ăn mì nè. Mọi người nhìn tôi trên mạng á, mọi người thấy tôi rất là kiểu Xảy lỗi chiêu nè. Kiểu người ta hay gọi là you do you á, nghĩa là sống hết mình, sống vì mình, YOLO, you only live one à. Sống là thích gì thì làm nấy, không có sợ gì hết. Cho nên mình cũng chill, mình cũng thoải mái, mình cũng cởi mở. Nhiều khi bạn bè tôi còn không biết nữa là tôi chứa cơm ao. Anh chưa hề cơm ao với bố mẹ anh luôn. Tới giờ vẫn vậy á. Đó là cái điều mà anh cũng thử có ý định muốn từng nói với bố mẹ nhưng mà chưa. Anh nghĩ là anh sẽ đợi tới một thời điểm mà có thể là mình thành công hơn nhiều nữa. Giống như là nhiều người ta hay nói vui là chuyện nào mà hết ăn bám được á thì mới nói ra. Chứ còn ở nhà sống chung ba mẹ, còn làm một đứa con bé bỗng nương tựa vô ba mẹ thì anh nghĩ thời điểm này chưa tới thật để nói. Nhưng mà nhiều người lại tưởng anh nói rồi nha. Tại vì anh sống ở nhà anh cũng rất là thoải mái. Mọi người nhìn tôi nè, nguyên cái giao diện tôi nè. Không biết có khi ba mẹ mình biết chưa. Em nhiều khi biết nhưng mà mình không nói nó lại khác mà. Đúng rồi. Mình cũng là người chưa cơm ăn cho ba mẹ. Nhưng mà nhà mình cũng sống rất là thoải mái luôn. Làm mọi thứ mình thích thôi. Đúng rồi. Lâu lâu. Ở trên mạng anh sao là ngoài anh vậy. Ừ đúng rồi. Tụi em chơi anh tụi em biết mà đúng không. Vậy chắc là do em nói điều đó sớm. Thôi nôi mới đẻ ra là mày cầm cái bông rồi. Ồ cầm cái bông với cây lược với lại cái gương. Cũng hên là nó dớt giác lại là thời điểm nó không biết ai mắc bảo bà chứng hay sao đó cho cầm cuốn tập với cái cây bút. Thì bà nãy mới nói thôi cho nó cầm thì nó cũng học ra trò. Thôi kệ đi, cái đó là chắc là cháu nó muốn đẹp thôi thôi. Chứ không có gì đâu. Trời ơi, ai về về BD đâu. Cũng đẹp nè. Đẹp mà. Cũng gọi là đẹp ở trong đây gọi là slay mà cũng có chất riêng. Không có bị hòa nhập trộn với lại những cái nét khác là được rồi. Với lại mọi người thích em là tại vì em duyên nữa, em hiểu không? Cái duyên đó phải phát huy nhiều lên. Đúng rồi. Cái duyên rất là quan trọng nha. Không phải là cứ nghĩ đẹp và có tất cả nha. Đẹp mà phải có duyên. Như cái câu hồi nãy đó mọi người, tôi ghost là tại vì vô duyên. Tao không muốn nói chuyện, tao không muốn góp ý nữa luôn. Tao im luôn. Chứ không phải là kiểu tìm hiểu nhau thấy không hợp rồi ghost. Không, tìm hiểu thấy hợp mình vẫn nói cho người ta hiểu là cái tình hình nó đang như vậy như vậy như vậy, mình nên như vậy như vậy như vậy. Nhưng mà ghét mấy má con trai nói chuyện vô duyên lắm nha, thật sự. Cái phường vô duyên là không bao giờ là cái phường tao ở hết nha. Đẹp cỡ nào, nhiều tiền cỡ nào, không bao giờ đi chữa được hết cái bệnh vô duyên. Giàu cỡ nào vô duyên mà thối luôn. Giàu không có chữa được bệnh vô duyên đâu má, nhưng mà xấu mà có nhiều tiền thì đi sửa cái mặt được. Vô duyên không sửa được. Thiệt, đúng rồi. Cái tính vô duyên sao mà sửa được, tao ghét. Đây là tới mạng kia tới già lên những còn vô duyên nặng được rồi tới đó thôi. Giang sơn khó đổi, bản tính khó giờ đúng không? Khó tập today. Tới tạo ra video cho cô. Nhiều câu quá ta. Nhiều câu quá ta. Ý là thiệt, trừ khi nào có biến cố với cái người đó thì người ta sẽ sửa một ít, chỉ là một ít thôi nha. Đúng rồi. Chứ không thể nào mà sửa hết cái tính được. Giống như em hỏi anh một cái này nha, cái này hỏi không vui thôi. Vui nha. Vui là hỏi mình nha. Bây giờ anh ngồi kế bên em hay là anh tiếp xúc từ đó giờ nó hỏi thiệt đi, anh có thấy em bị kiểu rau mùi hay là mùi cơ thể không? Xưa em quen cái thằng đó đó, nó chạy từ quận 7 là mày gài tao để mày kể câu chuyện của mày. Em mới vừa đi học ra bình thường thôi, cấp 3 bình thường, mới lớp 10 à, đâu có giỡn tung tăng gì đâu. Nó chạy từ quận 7 xuống, nó gặp em, cái nó hôn em, cái nó trời sao em, cái má em nghe mùi hôi nách quá vậy, quá muốn tức luôn. Hôm nay nhiều quá ta. Trời ơi, phun ra. Tao không biết á. Cái cách edit của tao nó có một cái cách nào mà gọi là ngăn nó đi hai màu quá được không? Ở bên đây là màu biết trắng đen luôn á, đang trì luôn á. Rồi bên đây là màu thường á. Ê, cái này là không may ép nó kể cho mọi người, tự nó kể, nhưng tôi vẫn sẽ để ở đây. Ôi nhưng mà mày có hơi nát không? Không. Không thì cứ để thôi. Cái vấn đề mùi cơ thể nó nhạy cảm em. Mọi người có công nhận với tôi không? Khi mà mọi người chơi với một đứa bạn thân đi, hay là người trong gia đình luôn á, mà người ta có mùi cơ thể á, mình cũng khó nói với người ta. Chỉ có người ta tự biết và người ta tự có những cái phương pháp fix giải quyết cái vấn đề đó thì ok. Ba mẹ nói thì nhiều khi còn bị tự ái, còn bị mắc cỡ mà. Chứ sao mà nói cái này nó còn nhạy cảm hơn là vấn đề mượn tiền. Nó dù mượn tiền, mình gặp mình nói ê bữa mày mượn tiền, nó mày trả tao chứ giờ tự nhiên gặp ê mày hôi nách quá nghe cười lắm á. Không, nhưng mà ý là em hỏi thiệt, có bị không? Không. Thiệt không? Thiệt. Ừ thì đó. Cảm như mà có đừng muốn nói với camera luôn. Không, ừ thì đâu có sao đâu, em cảm thấy bình thường vậy. À ok, da hôi hôi nách. Không,
mà thiệt vô duyên. Con trai gì mà cười quá hả? À. Tự nhiên cái nói bọc chụp nói vậy. Thôi nhưng mà nói bình thường luôn, là trước giờ anh đứng với em anh thấy bình thường, không nghe mùi gì hết. Có thể do anh bị viêm xoang. Em thấy anh bên cũng hay hít hít mấy cái thái lắm, bị viêm xoang thiệt. Thôi nói thiệt, thật lòng. Cũng kết video nè, dài quá trời rồi, cái gì mà một tiếng mấy rồi. Và bây giờ cũng đã hết thời lượng chương trình rồi. Thì Minh Tú tạm ngưng. Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã xem vlog của mình. Bye bye. Bye bye. Tạm ngưng nghĩ rằng cái vlog này nó là đủ dài rồi. Minh Tú nghĩ là nên cắt rồi để không Hoàng Thùy sẽ hỏi là cái TVC này dài bao nhiêu phút. Ok thôi, cảm ơn mọi người nha. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Nếu mọi người yêu thích cái video này, giúp cho mọi người có những cái giây phút enjoy, kiểu như là khi rửa chén nè, khi skincare, khi dọn phòng, làm việc nhà, thì mọi người đừng quên nhấn like video, subscribe kênh của Bin và để lại một chiếc comment yêu thương nha. Cái này là thông điệp viên căm á. Mà ngọc căm, ơi viêm vúa nè. Social media của tụi mình ở đây, đừng quên connect với tụi mình nha. Bye.